Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và chào các bạn đã quay lại trời với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ chắt tổng là mơ sướng. Đây, chào tất cả anh em, thì không biết là hiệu ứng của tất cả của các bạn như thế nào. Đấy là một clip trẻ trâu mà các bạn khán giả bay như mình đấy. Đấy đấy, các bạn bay linh tinh đi. Đấy, thì mình đã chắt tổng rồi. Và cho anh em thì không biết có phản ứng gì của team địch không. Thằng Nam có phản ứng là mình đập chết. Đấy, cho nên là không có ai luôn, không ai trả lời anh em ạ. Khổ thế cơ chứ. Nhục xịp cho anh em ạ. Rồi không sao, pha này mình sẽ đi cướp bùa đỏ các bạn nhá. Sẽ qua ta làm sứ tả bùa đỏ. Và clip này thì mình khẳng định sẽ dành tặng bằng một siêu phẩm cực kỳ hay. Dành tặng mơ sướng là thằng ấp nào. Ôi ôi các bạn ơi. Rồi, Mỹ xong với tao rồi. Cái cuộc sống, cái cuộc đời của Mỹ tao thê luôn. Các bạn nhá, trước tiên thì mình xin phép anh em bạn bè nè, khán giả nè, các bạn hãy để cho mình tư thủ ở nhân game này. Thật tao rồi, tao chơi hết chiếu nhá. Emily về đi. Về đừng đánh trở cái thằng Emily. Trời ơi. Rồi, thằng Zuka chính thức là chốt nó 5 mạng các bạn nhá. Game này mà không chốt nó tầm 5 mạng thì đúng thật là mình không phải là cương lao nào các anh em nhá. Rồi, tao coi mới chạy đấu này một mạng này. Rồi, xin phép đừng rồng nhá. Anh em phải thông cảm cho mình nhá. Cái game này mình, cái cuộc sống nó chỉ dành cho Zuka thôi. Trời ơi, nó dám chửi mình anh em mà khổ thế cơ chứ. Đấy, thứ nhất các bạn cứ bay cho mình. Hôm qua mình có đọc một cái comment á, đó là anh cương lao ấy, anh thử làm một cái clip anh chắt tổng là mơ sướng đấy. Thì có cái phản ứng như thế nào? Thì thứ nhất là vừa cho anh em xem vui vẻ đấy. Vui vẻ cái gì cũng thấy nó nhục xịp cho anh em, là không thằng nào trả lời. Nó đấm để bị chửi, các bạn nhục xịp cực kỳ luôn. Đấy, lý do vì sao mình làm clip mình cứ im lặng các bạn, không cho ai biết cả, khổ thế cơ chứ. Rồi không sao các bạn nhá, clip này thì mình thực sự là mình sẽ tập trung vào giết thằng Zuka các bạn nhá. Và đường rồng thì mình các bạn biết rồi, mình sẽ không gánh. Đấy, thằng này lão thật. Rồi clip này mình sẽ lên full down các bạn nhé. Như clip Nagarot Pro thì mình hướng dẫn tất cả các bạn chơi Nagarot, nó lên view Leviathan tháng này rất là hiệu quả. Nhưng theo mình thì nói chung xuyên suốt, nếu các bạn không gặp những cái vị tướng sốc sát thương nhiều như Vera hoặc là các vị tướng sốc sát thương một nhịp, thì các bạn có thể là lên cho mình lên full down chơi rất là tốt, hiệu quả. Đương nhiên cái full down này thì nó chỉ chơi được đâu bao giờ game rất tốt, nhưng chỉ đâu bao giờ game có thể giúp được team các bạn sánh Battlenia có thể chơi cuối game rồi. Cuối game thì Nagarot sẽ chơi vai trò khác các bạn nhé. Không phải ở nói chung đâu, bây giờ game thì có thể là có mắt tổng ok, cũng khá là ok, nhưng mà giữa late game thì có thể là tiến hướng là có thể rất là tốt. Nếu các bạn nào tận dụng được cái full đám farm nhanh của nó ấy, nó có thể đầy cáo ba đường để giúp đồng đội các bạn có thể là tận dụng, có thể đánh combat. Là thằng Zuka tao thách mình vào đây tao giết. Ủa trời, thằng Zuka tao trốn mình luôn. Mỹ làm gì chưa ba đâu, tao giết mình chết luôn. Ư chả chưa ba mà chúng tôi này ra ta. Ôi ra ta bay đây anh em ạ. Ôi giết nó, tao hết kiểu này, lao lên hai mảng các bạn nhá. Thằng Zuka hai mảng nhá, thằng này lão thật anh em ạ. Đấy, khổ thế cơ chứ. Khổ lắm. Cho mình ngày hôm qua cho mình cảm ơn một bạn donate cho mình, tặng cho mình vài hộp sữa nhá. Cho mình cảm ơn bạn Bùi Toan nhá, cảm ơn Toan rất nhiều đã donate cho mình. Và cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhá. Sorry mày tập trung là đầu quá bây giờ mới cảm ơn được đấy, cho nên cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi clip này thì mình mới chốt thằng Zuka hai mảng đấy anh em ạ. Chưa có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì hết. Đã là nắm màng cái game này, cái cuộc sống nó chỉ dành cho nó thôi. Cái gì Zuka, ủa thằng này đánh khét đấy. Thằng này chơi có chất nghề xì đấy anh em ạ. Nó chơi dùng chưa bán thế này, rất là kiểu Osuke đấy. Rồi, tiếp tục farm thôi. Farm xong mình lại đá lên bên kia, mình giết cái thằng Zuka. Ít nhất cái mình nắm màng anh em xem. Mình cay nó thật, cực kỳ cay nó luôn. Rồi, ra toa cánh dưới, hay quá. Lùi về nào các bạn nào, lùi nào. Lùi về đi.
Đấy, đừng bắt mình gánh. Thôi rồi, không phải gánh đâu. Mình cảm, mặc dù cái pha rông của mình gánh khả năng ok đấy, nhưng không. Clip này mình chỉ dành cho thằng du cá thôi. Mẹ, cái thằng trẻ trâu này mình sẽ dạy cho nó một bài học. Biết thế nào là cường lao mới sướng các bạn nhé. Đấy, sau đừng có giảm gáy lên tính. Đấy, người ta chào rất là kiểu một cái câu chào rất là kiểu thân thiện đúng các bạn. Nó dám chửi mình như vậy à, cái thằng trẻ trâu này. Rồi, đấy rồi, từ từ lao lên, bình tĩnh, băng trù luôn, thích là băng luôn, Emily à. Đây, á, nhảy đen. Đấy, nhảy đen. Đấy rồi, tôi có biết chạy đâu, chạy vì chúng tôi này, ba mảng các bạn nhé. Ba mảng nhá, chưa, từ, bình tĩnh. Nhảy đen thì chúng tôi à, hả? Cái mặt chữ gì đã gửi đòn cho người ta như thế này à. Anh em bình tĩnh anh em nhá, mình sẽ giết chết thằng Zuka này. Thằng này lão thật đấy anh em. Đấy, và, thực sự thì nói chung là căn bản là không biết như nào chứ cái bản bản toàn thì hôm qua là hỏi nói chung cái bản nick ấy thì có một người khác hiểu không, sao bắt đầu hỏi bản để cho số cái khoản linh tinh thì kiểu là nói chung thôi được rồi. Chúng mình cảm ơn Bùi Toàn rất nhiều, nói chung từ đầu là mình cũng không muốn nhận đấy, nhưng mà kiểu là bản nhắn tin ok kiểu nhiệt tình thì rất là tuyệt vời. Rồi thằng Zuka tiếp tục mẹ mày. Rồi, ok, 4 mảng các bạn, chạy đi đâu, chạy, rồi chưa 1, ok, 4 mảng rồi. Đấy. Thằng này nó rất là lão các bạn nhé. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục farm thôi. Clip này thì mình cũng xin phép rồi, mình sẽ không tập trung đánh ở đường rông. Và clip này không có hướng dẫn như nhiều đâu. Clip này thì mình sẽ tập trung chơi một trận đấu game, gọi là theo ý kiến của các bạn thôi. Và các bạn nào có xem clip này và có nhu cầu muốn làm những cái nào mới lạ thì các bạn cứ comment ấy. Bởi vì hầu như tất cả comment các bạn mình đều đọc và mình đều các bạn góp ý mình đều lắng nghe, cho nên các bạn đừng ngại ngần mà để lại một nút comment các bạn nhé. Đấy rồi ok, 4 mảng các bạn nhé, mình phải sới thằng đi một mảng nữa. Rồi ok, pha này mình sẽ xuống cái đường rông nhá, ngon, cái pha này ngon này, từ thôi, đây từ slim đấy. Rồi ok, tự nhiên có hàng ngon, chiều 3 luôn. Rồi chiều 2 chiều 1 có một hàng nhá các bạn nhé. Ok rồi, 5-0 nữa các bạn nhé. Hiện tại mình còn 5-0-1, rất là sánh ủi thằng gia tá này bay anh em ạ. Thôi chim cút, thằng Zuka, thằng Emily không hiểu sao các bạn nhé, mình nền cái thằng Zuka 4 mạng đó mà nó vẫn ăn được thằng Emily team mình thì mình giỏi các bạn. Đấy thằng Emily chưa 3 đâu, rồi bật chưa 3 lên thằng Zuka đập lâm gì bất máu trời. Khổ thế cơ chứ các bạn. Đấy anh Emily chơi game như vậy là ẩu thế cơ chứ. Rồi không sao các bạn nhá, yên tâm, máy cho Emily là game này là có cương lao đấy. Đấy các bạn cứ fit tẹt gái đi, mình lo hết, không bật DZ, game này cực kỳ sánh non. Đây mình sẽ vào, có thằng Zuka đâu, tao thách mày vô đây luôn, tao giết mày chết đốn Zuka nhá. Thiếu một mảng nữa, 5 mảng nhá, đấy. Không giết nó 5 mảng nó không phải là cương, ôi. Không giết được 5 mảng nó mình không phải cương lao này anh em ạ. Rồi ok, tập trung, không bật DZ. Đấy. Các bạn đừng có quên nhá. Nếu các bạn nào có kiểu những cái nam hay các bạn cứ nhắn tin comment phía dưới cho mình. Đặc biệt là không được trốn game nhá. Mình thì nói chung là không thể làm trốn game được. Nói chung là những cái nào mà hay thì mình đọc mình sẽ làm theo dành tặng các bạn thôi. Cho nên hầu như những clip ngoài hướng dẫn đó thì mình sẽ có những cái clip mà làm theo yêu cầu các bạn. Cho nên các bạn cứ nhắn tin hoặc là có trao đổi riêng thì các bạn cứ nhắn qua Zalo của mình. Đấy 09777 đấy, mình nhớ cái Zalo của mình nhớ. Nếu bạn nào có Zalo thì có thể nhắn tin trao đổi riêng nhá. Cần như thế nào thì có thể trao đổi. Đấy rồi, cái pha này lao lên. Rồi ok, từ chiều 2 hồi lướt lên ra ta ghi đu luôn. Ui rồi, cần ba rồi. Triple kill, quá thật kill luôn. Ô, mega kill. Rồi, thằng Zuka đâu? Chà mi thằng Zuka mà rồi. Đây tàu trốn mi luôn, tàu giết mi luôn. Mega kill, đừng chạy. Nắm màng nào. Cái phát màng chốt hạ được nắm là mega kill. Chạy đi đâu? Rồi, ngon rồi, mega kill. Chẳng anh em nhá. Mơ sương ríu chưa? Thực sự đã ríu chưa? Thế này như thế nào rồi? Rồi mega kill anh em ạ. Nó đỉnh chóp. Rồi cái pha mega kill này dành tặng tất cả anh em các bạn nhé. Một trận đấu đỉnh chóp các bạn nhé. Rất là đỉnh chóp. Rồi ok. Thằng Zuka mình nền nữa. Thực sự là nói chung nếu mà những cái rank khác thì mình chắc là phá là 10 mảng đấy, nhưng mà cái rank này 10 mảng nó khó lắm, cho nên là thôi mình chấp nhận là 5 mảng thôi. Rồi cái pha này lá lên, bình tĩnh, thằng Zuka mình nền nó, team Zuka mình nền đấy, thằng Zuka đây rồi, từ giết slim vào nhá, slim phát. Rồi thằng Zuka đâu, ôi nó chưa bá, tao chưa, ôi chưa bá có mất máu kìa. Rồi cái, ôi rồi, ui bằng xương lừa mình ạ. Ui giời, thằng Zuka này nó quái vật thật đấy anh em ơi. Rồi chết rồi. Rồi ác thật các bạn ạ, thằng Zuka này nó chơi đánh hay đấy.
không phải tự dưng nó hành được cái thằng Emily Tím Minh đâu. Rưng hay à. Trời ơi, các bạn không chịu đọc cái comment ở cái câu chat đầu tiên các bạn ạ. Đấy này. Đấy. Thánh Minh ấy. Các bạn đã biết Mercedes-Cello chưa? Rồi, ok, theo nghỉ thiêng. Đây là trận đấu cuối game thôi. Mình xin chúc các bạn xem clip thật vui vẻ. Và các bạn đừng quên là ngày để lại cho mình một nút comment ở phía dưới phần comment nhá. Rồi, các bạn yên tâm. Đường 6 là siêu phẩm. Các bạn hãy có những siêu phẩm ở phía sau nhá. Rồi, tất cả bạn ấy mà. Yêu, bye bye.